Rồi đây là cây vú sữa hoàng kim trồng bao nhiêu năm hả anh ruột ha? 2 năm phải không? 2 năm. 2 năm. Chúng ta có thể thấy rằng là anh hái được là 2 cổ trái rồi đúng không? 2 cổ trái rồi. Thì về cái cảm nhận của anh á, là về cái năng suất cũng khá là cao. Thứ nhất là về năng suất, cái thứ hai là nó cũng rất là dễ cho trái, mình không cần phải làm bông rồi đúng không anh? Đó, Nó mọc cây trong tự trong nhiên thân. mà, tự Hai nhiên. năm ở cây khá là lực lưỡng này. Đó, quý vị anh chị các bạn có thể nhìn thấy. À, làm bông thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Cây này thì chúng ta chỉ cần đi lăng là hoặc là cắt nước thì nó cũng ra 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 trái ra bông. Một trái nó dày trung bình là nó khoảng bao nhiêu ký? Khoảng 1 ký khoảng 3 trái không? 3 trái vô 1 ký, Ba thì trái vô mỗi 1 ký. trái có thể trái là 6 gram luôn. À, có thể trái 6 gram luôn. Có cây trọng lượng trái 6 gram cũng có nữa. À. Đây là một trong những cái cây mà phải nói rằng là kinh tế. Hồi xưa mà mới trồng cái giống này này anh, là mình có cảm 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 thấy ngại không? Có nghĩa là mình là người những người đi đầu. Đúng rồi, mình sợ trồng thì không có cái đầu ra, bởi không dám trồng nhiều. À, không dám trồng nhiều. Rồi sau khi mà anh trồng như vậy á, nhà mình trồng như vậy rồi á, thì người tiêu dùng á, họ mua sao họ biết họ mua? Thì mình đặt lên, mình lên mạng, lên điện thoại đó, Ừ. mình bán hàng trên điện thoại á, À. rồi mới biết người mua, rồi cái mình sưu tầm được chỗ cái dừa, Dạ. có dừa, rồi cái mình từ đó mình bán vô dừa nhiều, dạng nhiều mình bán vô dừa. Còn bây giờ là kiểu như mình người ta dặn thôi, à dặn À, là mình bán người theo ta dặn. dặn luôn. Ừ. Là khi mà về trồng cái cây này anh cảm thấy nó dễ trồng không? Đúng rồi, dễ trồng, phân thuốc nó cũng nhẹ nữa. Dạ, phân thuốc nó cũng nhẹ nữa Đúng đúng rồi, không? Rồi mình có lúc có giai đoạn mình có cắt đọt, có tỉa cành gì không hay là sao? cũng có cắt đọt tỉa cành nhưng mà đều hạn chế bớt, Ừ. như cái nào nó gần quá thì mình tỉa bớt thôi, Ừ. nên gần quá mình tỉa bớt, sợ tái nó mang đó, rồi nó gãy nhánh á, Dạ. mình tỉa bớt thôi chứ không Dạ. gì hết. Rồi, cảm nhận của anh là cây này rất là dễ trồng rồi, bà con cũng có thể nhìn thấy rồi. À, cái lực cây của chúng ta là nhìn thấy 2 năm này. À, đi phân bón rất đơn giản. Cái này là một một nhánh nó ra đây hay là anh trồng 2 cây đây? Cái này một là một nhánh một nhánh hồi đó mình nó nhắc ngọn ở dưới á, nó ngắt bị ngọn sâu dưới. cắn nha, rồi nó tẻ lên À, hai nó nhánh. tỉa lên 2 lần 2 luôn. Ở trong này chúng ta cũng có thể nhìn thấy cây khá là lực ha. Chúng ta có thể đi tham quan thêm một vài cây nữa để cho quý vị anh chị các Này bạn là biết nó được. chơi là nó bỏ toàn phân dê không à. Ừ. Đó nhìn trái quá trời quá đất luôn. Về cái ăn cái vũ sữa hoàng kim thì anh thấy ăn cái độ nó như thế nào? Nó ngọt mà Nó nó ngọt. mát, À, nó cũng thanh thanh đúng vỏ không? nó thanh, nói chung là mới gió được rồi nó Cây tốt này ngọt vừa lắm. gió tét nhánh ha, Đúng nhưng mà rồi, trái thì chúng ta có thể nhìn thấy rất là nhiều ha. Quá trời quá đất luôn. Đây mọi người có thể nhìn thấy ha. Em không có thể đưa ra một cái bài toán kinh tế nào tại mỗi người, nhưng mà đây là một trong những cái loại mà vú sữa. Em cũng mong muốn là phát triển cái vườn này để cho quý vị bà con cô bác anh chị và các bạn có thể nhìn thấy những cái trái vú sữa hoàng kim. Đây. Để trái này gần như gần chín này. Này kéo ra thử để quay cho video cho quý vị anh chị, chứ chưa chín, cái này nó cũng chưa chín rồi, kéo thử. kéo Ha. kéo nó mới Ha. rồi. Đó. Cái này là nó cũng gần rồi đó. À, đúng rồi, gần rồi, cho con cỡ 10 bữa, trên 10 bữa nữa. 10 bữa rồi anh bao giùm em cái. Ok. Thường thường thì nông dân chúng ta mà đi đầu đón đầu á thì chúng ta sẽ thành công. Có một cái lối đi riêng. À, đi qua bên kia, đi bây giờ mình muốn qua bên kia qua cầu lại phải không? Qua cầu chúng ta sẽ tham quan lại cái vườn chúng ta là trồng sen. Đây là chúng ta trồng dừa mít và dừa vú sữa hoàng kim. Thì cái phương pháp bán hàng của anh cũng rất là đơn giản thôi, anh lên mạng rồi anh kết nối với cái vựa. Vựa bây giờ là họ tới tự tới họ mua luôn. Muốn Đó. nhiều nhiều là tự lại người ta lại lấy. À, nhiều là tự họ họ lại họ họ lấy họ hái. Còn ví dụ như ít ít tiện đường mình giao cái vựa gần đâu anh. Cây này khá là to ha. Tên 24 đó. Ừ. Cũng gần Cây cái đó. này cái tàn dữ. Cây anh thấy làm sao? Anh thấy cái cây này làm sao? Anh ruột anh nói cho mọi người nghe coi. Giờ thấy nó thì năng suất nó cũng cao, tái thì bán nó cũng ngon, dầu ra cũng dễ À, đầu ra cũng dễ phải không? nè. So với những cái thị trường mà trái cây ăn trái khác, đặc biệt là so với mít, thì anh thấy vũ sữa hoàng kim với mít làm sao? Thì thấy vú sữa hoàng kim hiện giờ mới thì nó ngon rồi đó, mà không Dạ. biết sau này, thời gian sau này sao mình không biết.
giờ về, thấy nó ngon rồi. Về chất lượng trái cũng ok, đặc biệt thì vú sữa thì nó không bao giờ bị xì mũ. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi đúng không? Trồng loại nào mà cho nó lâu dài, chứ còn mà trồng mít này sao thấy ăn chưa gì nữa, xì mũ quá trời. Mít thái sớm sớm mới xì mũ. Rồi anh có cảm nghĩ rằng sau này mình có thể trồng cái cây này không? Muốn trồng cái này không? Hay là anh đang muốn trồng mica? Bây giờ đang trồng mica rồi, chắc không trồng được cái này rồi. Tại vì có nhiều đất đó mình quốc kia rồi. Giờ. Mà sao thấy bà chị mình bà có trồng những cái cây lạ vậy, sao mình không đi mica luôn mà đi quần kim? Ủa, mình không đi quần kim mà đi mica? Thôi để nó trồng phần này đi, mình trồng phần kia. Cái kia mới ra rồi, cái kia cũng mới. Thử nó coi sao. Rồi chia nhau trồng. Mình thử nó coi sao. Dạ. Cái nào nó cũng mới hết. Dạ. Cho lạ lạ, mình đi đầu dưới nếu mà đạt thì cái nào nó cũng đạt, đầu tiên cái nào nó cũng phải đạt hơn. Em quả cũng trồng trăm mấy chục gốc nè. Trồng mấy gốc có trái chưa anh? Chưa, mới trồng nè. Mới trồng ha, nhìn ha, nhìn đã chứ độ giỡn không ha. Quá đạt luôn á. Không cần làm bông gì hết. Rồi chúng ta đi vào thôi. Cái này cũng dễ. Thì ra muốn cho cây nó sung lên, muốn làm bông lên thì nó cũng phương pháp rất là dễ thôi. Chúng ta phun thần siêu kích bông, rồi chúng ta cắt nước, chúng ta phun thần siêu kích bông là nó ra bông thôi. Nó ra đồng lọt. Rồi có vườn này có anh YouTuber nào tới chưa? Có anh nào quay phim rồi lên truyền hình rồi chưa? Chưa. Vườn này nó còn ẩn giặc quá phải không? Có một số vườn ở đâu ở An Cư vậy? Rất là nhiều anh em YouTuber tới. Vũ sữa lạ nhất thế giới. Tiết lộ lần đầu tiên không? Cái này thì mình cũng mong muốn là đưa cái video này lên để cho những người tiêu dùng, những anh chị em họ có thể nhìn nhận được là cái ở Việt Nam mình đã trồng được cái vũ sữa quần kim, cái vũ sữa được du nhập từ nước ngoài. Đó. Ở đây là ảnh sẽ là cung cấp trái cây sạch cho quý vị anh chị các bạn luôn, bà con luôn cần ở Sài Gòn á, cần những cái loại trái thực phẩm như vậy, dinh dưỡng như vậy, trái cây như vậy thì cứ liên hệ, mình sẽ cho số điện thoại nha quý vị, mình có số điện thoại của ảnh rồi, mình để lên màn hình cho quý vị hình gì các bạn nha. Trái nó còn bao sùm, trái còn quá trời quá đất nè, trái quá trời luôn. Chú sữa quần kim tốt, thì hữu cơ hoàn toàn hết mà. Rồi đi, chúng ta đi qua cầu. Đây cũng đang trồng đây quý vị. Chúng ta sẽ qua cái cây này. Quá trời quá trái luôn. Vài bữa nữa bao nó nhiều, anh mới hái một đợt được trái rồi mà. Ra chiền nè. Đây bà con có thể nhìn thấy đây, đoạn trống này vô mình dạch cho bà con coi nè. Những cái bao về này là trái này. Không cũng khủng khiếp á. Em tính là nếu đang bao vậy cũng phải cỡ trăm trái đang bao đó. Quá trời luôn. Mong nó cũng là một cái cây mà đáng trồng, đáng ăn, dinh dưỡng nó nhiều, ăn cái độ ngọt nó vừa phải. Cái vũ sữa mica thì mình cũng ăn rồi chứ, ăn cũng nhiều rồi. Nó cũng là một cái giống mà đang rất là các nhà thương mại họ đang tìm cái trái của nó để phát triển cùng với vũ sữa quần kim. Nó có độ ngọt, nó sẽ ngọt hơn thằng vũ sữa quần kim hơn một chút. Nó giòn hơn. Dạ, nó giòn. Nó cứng rồi, cái trái nó cứng. Không, cái trái nó giòn, không cứng. Trái nó giòn. Cái này nó tuột cái bao rồi. Đây, em cầm nó tuột cái bao rồi quý vị. Đây này. Trái này khá là to nhưng mà giỡn đâu nghe. Nè, trái này to nè, coi anh cầm cái tay của anh là quý vị bà con biết nè. Thế là từ cái giai đoạn mà khi mà nó mình bao trở lại, khi mà cỡ nhỏ mình bao vậy là nó khoảng 50 ngày sau là mình thu hoạch được. Rồi nó gần 2 tháng ha. Cái gốc cây nó cũng to nữa. Rồi, bên này nè. Thấy không? Nhìn mê mắt mà. Những cái vựa trái cây lớn ở Sài Gòn, quý vị anh chị các bạn đang cần tìm thì đây, hôm nay mình cũng review cho mọi người nha. Sẵn đây thì em sẽ gửi video cho một vài cửa hàng, họ muốn liên lạc thì
gần như là dành mua đó. Có rất là nhiều người nhà tiêu dùng đó, họ đặt hàng thì những cái cửa hàng trái cây sạch đó họ đang kiếm đây. Có mấy bà chị có hỏi đang kiếm đây đây. 50 ngày sau là cái này, bây giờ những cái cá lớn thì bây giờ khoảng 30 ngày sau cũng đã có thu hoạch rồi. Nó ra trái truyền liên tục mà. Ra trái lớn rồi này, ra trái lớn rồi ra trái nhỏ nữa. Rồi vũ sữa hoàng kim. Rồi ok. Chúng ta có một cái được tham quan không làm tốn thời gian của máy ảnh. Giờ chúng ta qua đại sẵn đi đường trên đường về luôn. Rồi. Bạc ngàn. Thì hồi từ giờ là hàng mình có chuyến nào đi Sài Gòn chưa anh? Chưa, có ở đây không à? Toàn là ở đây khu vực đây không phải không? Ở khu vực đây không mà cung cấp không đủ mà đúng không? Ừ. Tại vì có nhỏ con gái bằng công ty á. Dạ. Thì cái nó lên điện thoại đó rồi nó đặt nó mua. À, đăng lên là người ta đặt mua thôi. Cái dựa bên đây mà kêu đem lên mà còn không có đem gì. À, không có đủ để cung cấp. À, mình cũng nhát trồng, đầu tiên mình trồng ít. Bây giờ thì biết rồi cũng phát triển. Hai cây, một cây nó tóc gốc dựng lên liền chết luôn, còn cây nó văng dưới đìa luôn kìa. À, cây này tróc gốc do gió. Còn cây nó nằm dưới bãi đìa nữa. Dạ.